Xưa nay, những dự án kiến trúc mang tầm vĩ mô chẳng phải là hiếm gặp. Và tất nhiên, những ý tưởng độc đáo luôn nhận được sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng, dù đôi khi nó chỉ tồn tại trên trang giấy. Mới đây, một công ty thiết kế ở New York thêm một lần nữa khiến dư luận choáng váng khi đưa ra ý tưởng liều lĩnh, táo bạo. Đó là việc xây dựng một tòa tháp chọc trời treo ngay dưới một tiểu hành tinh lân cận quay quanh trái đất. Được biết, ý tưởng về tòa tháp chọc trời này thật sự nằm ngoài thế giới và chọc xuyên bầu trời, đúng như tên gọi của nó theo nghĩa đen, MLM. Theo dự tính thì đây sẽ là tòa tháp cao nhất thế giới, hay nói đúng hơn, tòa tháp có chiều dài lớn nhất thế giới do được treo dưới một tiểu hành tinh thay vì xây dựng trên bề mặt trái đất. Theo những thông tin được chia sẻ trên trang điện tử của công ty, tòa tháp này sẽ sử dụng một mạng lưới cáp có sức bền cao gọi là hệ thống hỗ trợ quỹ đạo toàn cầu để gắn chắc vào tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh cùng tòa tháp sẽ dịch chuyển theo chu kỳ 24 giờ đồng hồ, tuân theo quỹ đạo có mô thức số 8 bên trên bán cầu Bắc và Nam, đi qua các thành phố lớn như Havana, Cuba, Panama City, Panama và New York, Mỹ, trước khi trở lại vị trí ban đầu vào cuối mỗi ngày. Đặc biệt hơn nữa chính là ở phần thiết kế. Theo một thiết kế, tòa tháp này không chỉ đơn thuần là một tòa tháp chọc trời lớn, mà trên thực tế là một thành phố nổi được chia làm nhiều phần, bao gồm khu vực ăn uống, mua sắm, giải trí ở dưới cùng, gần bề mặt trái đất nhất. Dần lên phía trên, lần lượt là khu vực văn phòng thương mại, khu vực trồng trọt, khu vực dân cư và thậm chí một nơi dành riêng cho việc thờ cúng. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ xây dựng tòa nhà lơ lửng giữa 9 tầng mây này như thế nào? Và đáp án được đưa ra cũng khá hấp dẫn. Trong dự án này, các khối nhà được xây sẵn sẽ được phóng lên không gian bằng tên lửa, rồi tiến hành lắp ráp trong môi trường vi trọng lực, thay vì xây một tòa tháp lớn trên trái đất, rồi phóng toàn bộ vào quỹ đạo. Nhóm thiết kế cũng cho biết, với vị trí đặc thù trong không gian, tòa tháp sẽ sử dụng các tấm pin mặt trời để thu thập năng lượng cùng một hệ thống lọc để ngưng tụ mây và nước mưa nhằm lấy nước ngọt. Các kiến trúc sư lên kế hoạch thiết kế cửa sổ biến hình có khả năng thay đổi kích cỡ theo độ cao để thích ứng với sự chênh lệch áp suất và nhiệt độ. Đây quả thực là một dự án nghe có phần hoang đường bởi nó chứa đầy tham vọng chinh phục hơn là đi sâu vào thực tế cuộc sống. Và tất nhiên, chẳng ai có thể đoán trước ý tưởng này có thể trở thành hiện thực hay không khi còn rất nhiều khúc mắc được đặt ra xoay quanh tòa tháp siêu cao cấp này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.